Rồi, con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một chiếc xe này nữa nha các bác. Chiếc xe này một chiếc xe 700C nha. Chiếc xe 700C kiếm sệ, dắt co đẹp luôn mà màu sơn thì thấy gốm. Đó, hôm nay con đưa lên đây cho các bác tham khảo nếu nếu bác nào ưng được cái nào xin alo con cái đó nha. Rồi đầu vô con giới thiệu luôn, cặp bánh luôn đó. Đây, cặp bánh của nó là Aya 700C da băng nha. Nó con này là 2023 nha các bác. Ủa 25, 2025C nha các bác. Đó, 2025. Hầm hầm, mắc in da bằng ha. Đó, mắc in da bằng, vỏ nè, mắc in da bằng nè. Đó, vỏ này còn xài ngon lành nha các bác. Vỏ này của cuộc thì có thấy còn xài được đó. Đó, vỏ dài luôn nè ha. Đó, đây. 700C mắc in da bằng. Đó, đụm thì đụm nhôm nhôm Shimano S-Serie da bằng nha. Rồi cam thì cam inox đầu thau, tổng thể cặp niền này con thấy cũng còn ổn đó, được đó. Nó nước nhôm thì cũng còn sáng sủa nè, nhìn chùi ra chắc sạch sẽ đẹp ha. Nó cái này là bánh trước của nó ha, ti thì tốt bẻ này ghim theo xe nha các bác. Đó, nó ghim theo xe. Rồi đây cái sau của nó, đây cái sau của nó này ha. Đây cái sau của nó có một cái clip 7 luôn nha các bác, cái clip 7 cái clip Shimano. Cái nếp này cái nếp Shimano mà hàng nội địa của nó găng cỏ rồi còn dày cộm này, con chùi sơ sơ này nó thấy còn ha, sáng sủa ha. Cầm bị nó cầu thao, còn mấy cái đen đen này là nó dính nhớt nha các bác, nãy con chùi cái nếp này nè nó dăng nó dính con chưa chùi sạch được đó. Ai già 700C ha, vỏ vỏ của hai cái này thì còn cứng ngon lành. Hồi nãy tại con xì cái vỏ kia ra, con xì cái vỏ trước ra đó. Đây đập xào nó đây, SCG ha, SCG da bằng nó inox đầu thau, có cái clip trên này luôn, xài ngon lành nha bác. Đó rồi, rồi cặp bánh là 2025 nha các bác, 2025 ti đều ghim theo xe nha. Nó su 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 nè, đó su su. Rồi con giao luôn cặp bánh là 1.500.000 bao ship nha, 1.500.000 bao ship, bao gồm hết toàn bộ nha. Nó cầm clip đùm luôn, nó cầm clip đùm, nó xài về việc lắp đều xài đây. Vỏ vỏ da băng luôn nha các bác, 25 25 025, 700C nhân 25, nó vỏ da băng luôn nha. Đó đây vỏ da băng luôn. Rồi bác nào ưng được cặp bánh này alo con ha. Rồi bác nào ưng được cặp bánh này thì alo con. Rồi con có mấy đồ linh tinh của nó luôn, con đưa cho các bác tham khảo luôn. Bác nào ưng được thì alo con cái nào thì alo con cái đó ha. Mấy đồ linh tinh của nó các bác xem tham khảo nha. Đây là cọng dây sên của nó nè, cọng dây sên này, cọng dây sên Shimano nha các bác nè. Đây từ đóng chữ nha, đó đóng chữ rõ ràng từ mắt sên nha. Đó Shimano từ mắt chữ luôn. Nó nó thấy không, mắt nào cũng có hết nha các bác. Nó trước khi con bán dây sên đó thì con sẽ kiểm tra cho các bác xem nó để dùm khi mấy bác về mấy bác sản được cũng mất công tội nghiệp mấy bác. Rồi bắt đầu con thì con mang tiếng nó nên con sẽ cho các bác tham khảo trên clip luôn. Nó bác nào mà thấy mình thấy mà mình xài được mình hả hả mua. Tại vì con nè mà bán thì nó không phải nói tiền thì ai cũng phái, nhưng mà có cái bán mà người ta xài được con mới phái, còn bán mà về mà xài không được là con không có phái. Đây đây bác thấy không, đó nó các bác thấy không, ôm dĩa rất là ngon lành, chưa giãn cái gì hết nha. Đó cái vấn đề độ ôm dĩa của nó các bác thấy không, đó rất là ngon ha. Đó ừ, tại vì con là kiểm tra nó ôm dĩa ngon lành rồi mình mới bán, để mà mình bán xong rồi cái về mình xài không được là con không thích thì cũng quá. Dùm khi mình bỏ tiền nhưng mà có món đồ thì gần nó không có đáng giá nhiều tiền như mấy bác nói, phải nói chứ dùm khi uống cầu phê cũng hết. Nhưng con cái mình bán là mình phải ôi cho nó gõ nét cái đó, cái nào mà tặng là tặng, còn cái nào bán là bán, bán là phải xài được, tặng thì cũng phải xài được.
chứ không phải nó tặng rồi xài không được. Đây đó ha, rồi con giao lưu cùng với sên là 150k bao ship nha, 150k cùng với sên này bao ship xài clip 7 nha các bác, nó rất là đẹp nha, nó mịn màng ha, nó như một làn sóng nè, nó trời. Bác nữ cùng với sên nè, alo con nghe, 150k bao ship. Rồi kế tiếp còn có một cái bộ ngàm của nó nè, cái bộ ngàm này á là nó mắc một con ốc nè, dây bắt dây nha các bác, đó mắc con ốc, con thì nãy về thấy nó mắc ốc thì nói mắc ốc luôn đó, xài thì ngon lành ha. Đây ngàm 700c luôn nha các bác, chuẩn nha, 700c. Rồi cái này cặp ngàm này thì nó mắc con ốc này nên con giao lưu cho các bác dễ chơi, về mình thêm con ốc vô ha. Con ốc thì dễ lắm, con bóc con ốc dục vô, tại cái không ghiên nó, con nói gì á, con bắt nào nó mày cho tao con ốc để tao bắt vô, thì con sẽ gửi mà gỡ một con ốc của một cái ngàm khác con bỏ vô cho các bác, vô trong này các bác cứ về bác chỉ cần xấy cái lỗ này cho nó bự ra tí xíu mình bắt ốc kia vô thôi. Con bán sao, con để nguyên vậy hả, con không có làm gì chứ không có chế cháo, không có, nó không có, nhưng mà mấy bác nó cần con ốc này thì con bỏ vô cho các bác, nó không nói gì hết trơn, không có tính tiền với bạc gì hết. Rồi cặp ngàm này con giao lưu với giá là nó mắc con ốc này ha, 7MC con giao lưu với giá là 350k bao ship nha. Nó cặp ngàm này đẹp nha các bác. Rồi 350k bao ship, tăng đưa tăng bọc rồi còn ngon lành hết nha, mắc con ốc thôi, nhưng mà các bác cần con ốc thì con bỏ cho các bác thôi chứ không nói gì chứ. Đây cái ngàm này, nó cái ngàm này xám xáo này, nó không có viên nè, không ngày nó ở đây hoài luôn trên chiếc thủy thủ á. Rồi cặp ngàm này, cặp ngàm biết cái tên chữ nghĩa rõ ràng, nhưng mà con cái nhầm ghi nó không có viên nên nó bị nằm đây hoài luôn, nó nằm đây hoài là con, là con đói luôn, con không có tiền luôn. Rồi hôm nay con xả cặp ngàm luôn nha, nó bữa nào bác nào mà không mua nữa là con đem con gắn xe tiếp tục luôn, con cho nó đi luôn chứ khỏi cho nó đi nữa, bởi vì thằng nào không muốn đi thì cho nó lại à, không nói gì chứ. Rồi hôm nay con giao lưu cặp ngàm này là 330 bao ship luôn nha, nó 330 bao ship luôn, 660 nha các bác, bi cái ton chữ nghĩa rõ ràng, 330 bao ship. Bác ngưng alo con, đây con cái đèn nè, cái đèn sang vô này nha các bác, cái đèn bằng mũ nha, mũ mạ gôm bắt mỏ dè nha. Rồi cái đèn này con giao lưu là 230 luôn, 230 bao ship cái đèn này luôn nha các bác, nó bắt mỏ dè rất là dễ thương nha, nó. Rồi bắt rồi co cũng đẹp nữa nè. Rồi bác ngưng alo con, 230 bao ship cái đèn này, nó cái đèn nè, cái đèn Shimano GSX nha, nó Shimano GSX, con này cũng xài lớp 7 nha các bác, nó bánh xe đều ghim chân nè, ôi rụng hết găng rồi, rụng hết găng rồi, bánh xe ghim rụng hết găng. Rồi để cần kiếm cái này bánh xe khác, bữa nào kiếm cái đề nào nó hư kiếm bánh xe khác gắn vô, còn nếu mà bác nào muốn mua con thanh lý rẻ luôn cho các bác. Rồi thường ngày con bán cái đề này khoảng 450 bao ship nha, hôm nay con thanh lý 350 bao ship luôn, nếu mà bác nào cần thì alo con, rụng hết găng nha, nó rụng hết găng, nhưng mà bác nào cần cái bánh xe lô thì con cho một cái, con tặng như một cái bánh xe lô, nó về mình thay vô thôi. Nó rồi 350k bao ship cái này luôn, nó tặng một cái bánh xe lô clip 7 nha các bác, xài ngon lành, Shimano GSX. Rồi bác nào ưng alo con luôn ha. Rồi đây cái sang dĩa luôn, GSX luôn, bán luôn 200k bao ship luôn. Đó, 200k bao ship luôn, cái tay sang dĩa GSX luôn nha, đẹp luôn nha các bác. Đó, bác nào ưng alo con luôn. Đây, cái sang dĩa Shimano 600. Đẹp luôn. Nó đây. Rồi, nó xài thì ngon lành nè. Rồi bác nào ưng cái này luôn, alo con luôn, cái này con giao lưu là 300k bao ship nha. 300k bao ship cho cái Shimano 600 này. Nó Shimano 600 300k bao ship, bác nào ưng alo con. Đây con có bộ tai bắt vô sườn luôn nè, Shimano luôn nè. Cái này nói xấu gì nhất con cái nè, nó mẻ xíu chỗ này thôi. Nó mẻ xíu chỗ này thôi, mẻ chút xíu thôi, miếng mũ này còn tất cả cái hệ thống nó bình thường nha. Rồi con bán này 350k bao ship luôn, 350k bao ship cho cái tay này luôn, bác nào ưng alo luôn ha. Nó cặp bidan này nè,
cặp đi này của chiếc xe này luôn nha các bác. Nó bạc đạn hơi cứng nha, mình về mình gia chậu gia cố đây nha. Còn cái này nè, cái này nó dính miếng nhôm này các bác, nó dính nhôm vào trong cái găng này nè. Về xóa mình phải vệ sinh cái găng này lại mình mới dặn vô được cái đan vô nha. Đó, rồi còn hành lý luôn 100k bao ship. Đó, 100k bao ship cho cặp đan này. Bằng nhôm ngoài sắt nha các bác, trong nhôm ngoài sắt, cặp cái đan này lực lượng nè. Đó, lỗi duy nhất là thiếu dầu nè. Đó, cái hai nè, dính nhôm vào chỗ găng nè. Đó, mình về mình cạy hết cái găng này, trong trừ nhôm này ra, trong cái găng này hết mới được. Đó, cặp đan này nó buộc vô cho con nha, chứ không phải nó dặn vô cái giò đâu. Cái giò là găng tốt, còn cái này nó buộc vô thêm thôi. Tại mấy nó khôn lắm, nó lấy bi đan xịn này, nó bỏ bi đan dỏm vô cho mình đó, chứ không phải là gì á. Rồi cặp này luôn, ngoài nhôm trong sắt luôn. Cái này á thì xài ngon lành nè. Ủa ngoài nhôm trong mũ nó lộn. Cái kia thì cái này thì trong nhôm ngoài sắt, còn này là ngoài nhôm trong mũ. Rồi xài ngon lành luôn, cặp bi đan này luôn, con thanh lý luôn cho các bác dễ chơi luôn. 100k bao ship luôn. Đó, bác nào ưng alo con luôn. 100k bao ship luôn. Cái này thì không cần phải sửa gì hết trơn, cái này về mình xài luôn nè. Rồi 100k bao ship luôn, bác nào ưng alo con luôn ha. Ba kiên gách của nó luôn nè. Da đâu còn nè, mà cái da thì gách, ủa cái móp thì còn da gách trơn nè, kiểu gì ngộ giống như chân vịt vậy nha. Cái chân con vịt gì đó. Rồi cái này 100k luôn. Nó cho mấy bác về mà mình lập da rồi lại xài nha, cái này mềm nè, bác ngồi im đít nè, có hơi luôn nè. Rồi 100k bao ship luôn, cái này bác nào ưng alo con luôn ha. Đó. Da này lợp cũng hơi đuối á. Mà mi nano. Cái này là mi nano vậy nè. Rồi 100k bao ship luôn, bác nào có lợp được thì lợp nha. Còn lợp không được thì con cũng để đó gì thôi, con cũng không biết làm gì luôn. Rồi có bộ giò này ha, bộ giò này đẹp này nha các bác. Bộ giò 165. Forgen da băng. Nó Forgen da băng 165. Bộ giò này đẹp này các bác, giò cổ. Hai dĩa nhôm, một dĩa 52 găng, một dĩa 42 găng Sungino da băng. Dĩa ghi hết nha các bác. Nó. Đây Sungino da băng ha. Nó 52 mà em mà tipe. Rồi cái bộ giò dĩa này đẹp. Dơ. Về vệ sinh là đẹp nha các bác, găng dày cộm bằng nhôm. Rồi bác nào ưng được cái này alo con. Ba con bán là 830k bao ship bộ giò này nha. 830k bao ship cho bộ giò này, bác ưng alo con. Con có bộ đầu ngang luôn nè. Đó, bộ đầu ngang này, cái kỳ đông này sake nè, bằng nhôm nè. Cái này bằng ngang của sake luôn nè. Chuông này, chuông Nhật luôn nè. Hộp số nè, 1, 2, 4, 5, 6, 7 luôn nè ha. Mà này mắc một cái nắp nè. Nó mắc cái nắp tay đi cơm da băng nha. Nút đồ còn ngon lạnh nha các bác, ghiến ra nha. Nè, nó còn đây nè, con chạy con để dây nhợ nè. Đây cũng có, đây cũng có một cái sang dĩa nè. Cái này mình muốn làm sang đề cũng được luôn nha. Nó này nó cơ nè. Rồi con giao luôn cái bộ đầu ngang này á là 530k bao ship nha. Nó 530k bao ship. Giờ mình có hai tay thắng Diacom đẹp luôn nha các bác. Nó tay Diacom ngang mà đẹp nè. Đó. Đó. Nói chung là tay ngang này cũng được nè, số này còn xài ngon lành nè, con cái đây nó mắc cái nắp thôi. Mắc cái nắp này nè. Không về thì không xài số này chi, mình xấu mình xài mấy tay đặt nè. Có nè mình chuyển mình xài một dĩa 5 lít 5 lít 4 gì cũng được rồi. Rồi 530k bao ship cái bộ đầu này, bác nào alo con nha. Nó có chuông luôn nè, nó chuông xanh luôn nè. Thấy không? Chuông Nhật đó, da băng nó chứ không phải giỡn đâu. Rồi. Có nút đồ đầy đủ nha các bác. Rồi con giới thiệu các bác cái sườn luôn, ngon quá trời thời gian rồi. Rồi con cái sườn này luôn nè, cái sườn này kiếm xài luôn nha các bác, đẹp luôn nha các bác. Sườn này sườn 700C nè ha, cách bánh cũng gần lóng mấy tay nha. Sườn này sườn bán chuyên nghiệp nha, chứ không phải là sườn chuyên nghiệp nha. Nè cái này của nó nè. Nó, cái sườn này là xây nó cũng tạm ổn nè các bác, xây nó cũng lừa nè, con đo thì có được nhiêu nha. Cái sườn này á, là cái xây của nó á, là 50 nha các bác, xây của từ đây nè, lên đây là 50, đây qua đây là 52 nha. Kiếm đồ rất là đẹp, dắt co rất là đẹp nha. Cái sườn này tổng thể nói chung là không có giá, không đắp cũng gì hết, chỉ có cái nước sơn xấu thôi nha các bác. Đó, nước sơn xấu. Nó bộ giò giữa thì ghim theo xe nè, Shimano luôn nè. Bộ chén cổ theo xe ha. Đó, còn cũng làm mất thời gian cho các bác làm cái gì. Rồi cái sườn này á là nó rất là đẹp nè, bác thấy không nè, cái này nó cũng rất là đẹp nha. Những cái sườn như vậy nó rất là chi tiết như vậy. Ê, lỗi nhất của nó là chỉ là nước sơn nó xấu thôi,
Rồi xài chiều cao của nó là 50, đây qua đây là 52, phù hợp cho các bác như hơi bị nhỏ con tí xíu nha. Nè cái kiếm nó rất là đẹp nè, kiếm sệ đẹp luôn nè ha. Rồi sườn này nói gì với chất lượng là nó rất là chất lượng, chỉ có cái nước sơn của nó hơi xấu. Còn con dao lưu cái sườn này là 1.450.000 bao ship nha, 1.450.000 bao ship cho cái sườn này. Cái có cái xây rất là đáng yêu nó, nếu mà bác nào ưng được cái sườn này thì alo con nha. Cái cốt yên này cũng bằng nhôm nha các bác, tại nó sơn màu đen vậy thôi, nó mình về mình tẩy cho thành màu trắng luôn cho nó đẹp. Rồi bác nào ưng được thì alo con nha. Rồi, xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.